Bố bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa, Đại Tập Địa Tạng Thập Luân. Quyển thứ hai, phẩm thứ hai, Thập Luân. Lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Địa Tạng rời khỏi chỗ ngồi, sửa y áo, đảnh lễ chân Phật, bày một vai áo, gối phải chắp đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Con xin hỏi Thế Tôn, biệt công đức vô lượng, nguyện xin Ngài nhận lời, giải thích dứt trừ nghi. Thế Tôn bảo, ông thật là bậc đại sĩ, hiểu biết tất cả pháp không chướng ngại, vì muốn làm đất cho hữu tình nên tôi hỏi Như Lai, tùy theo câu hỏi của ông ta sẽ phân biệt giải nói làm cho ông hoan hỷ. Lúc đó Đại Bồ Tát Địa Tạng dùng kệ thưa hỏi: con trong 13 kiếp đã siêng tu khổ hạnh vì tất cả hữu tình trừ ba tai năm trược, ở vô số cõi Phật thiết cúng dường vô biên, từng gặp đại hội lớn, chúng hòa hợp tịnh tính, thông minh siêng tinh tấn đều cùng đến hội họp, chưa từng thấy như vậy, không có chúng xấu ác. Vì sao cõi Phật này da bẩn không sạch đẹp, bậc trí đều xa lìa, ở chung người làm ác tạo nhiều tội vô gián, phỉ báng chánh pháp Phật, hủy thánh sanh ác kiến, dạng sai luận đoạn thường, tạo đủ 10 ác nghiệp, không sợ khổ đời sau phần nhiều xa ba thừa, hướng đường ác xấu xa, bị vô minh che mất, nhiều tham ganh gian lận, làm sao chuyển pháp luân độ các chúng sanh này, làm sao phá tương tục phiền não như kim cương, làm sao được tổng trì hay nhẫn nhục như vậy. Nơi con gặp đạo sư hội lớn thật hy hữu, chưa từng thấy nơi khác, độ công đức đầu đà thật nhiều, các công đức siêng tu đạo Bồ Tát, làm sao giảng pháp Phật nơi những chốn ngu này. Thế Tôn bảo: lành thay, lành thay, thì nam tử, ông đã ở trong vô số cõi Phật đời quá khứ và thời năm trược xấu ác, đã từng thưa hỏi chư Phật Thế Tôn vô số nghĩa lý giáo pháp. Lúc ông thưa hỏi giáo pháp này, ông đã chịu khổ nhọc, đã thông đạt hoàn toàn, đã đến bờ kia, các hạnh viên mãn, đã được phương tiện diệu trí thiền xảo, để vì giáo hóa tất cả hữu tình, làm cho được lợi ích an lạc, vì làm cho tất cả đại Bồ Tát được kho tàng thánh hạnh phương tiện thiền xảo, để thực hành sáu phép ba la mật đa, giáo hóa tất cả hữu tình được hạnh trí nhất thiết trí, biển lớn công đức mau được viên mãn, vì chuyển những hành động hung ác của tất cả vô sắc đế lợi, làm cho không đọa trong ba đường ác. Vì làm cho dòng giống ai Đức Tam Bảo ở cõi này hưng thịnh trụ lâu ở đời. Này Bồ Tát Địa Tạng, lại hỏi Như Lai nghĩa lý giáo pháp như vậy. Phật bảo: hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ cho kỹ, tôi sẽ phân biệt giải nói cho ông. Bồ Tát Địa Tạng thưa: bạch Thế Tôn, con xin muốn nghe. Bây giờ Phật bảo đại Bồ Tát Địa Tạng: thì nam tử, Như Lai do lực bổn nguyện thành tựu 10 Phật luân. Ở cõi Phật này và đời năm trước sau ác, tất cả hữu tình đều giảm mất pháp thiện bạch tịnh, thiếu mất vật báu thất thánh tài, xa lìa tất cả người trí thông minh, bị lưới chấp đoạn chấp thường che phủ, thường ưa cưỡi xe đi đến các cõi ác, không sợ khổ đời sau, tương ở nơi vô minh hắc ám nặng nề, đầy đủ 10 loại nghiệp đạo bất thiện, tạo năm tội vô gián, phỉ báng chánh pháp, hủy nhục hiện thánh, xa lìa các pháp thiện, đầy đủ các pháp ác. Ta ở trong cõi ức tạp như vậy mà được an ổn, được không sợ hãi, được không kinh sợ, tự xưng ta được ngôi vị đại tiên tôn quý, chuyển Phật luân hàng phục tà luận của các thiên ma ngoại đạo, như trời phiền não đáng chắc như kim cương của tất cả chúng sinh, tùy theo ý muốn hướng dẫn tất cả chúng sanh có năng lực làm cho trụ địa vị ba thừa bất tối chuyển. Này thì nam tử, ví như có đất nước gặp thời ngôi vua bị sụp đổ, trong nước tất cả nhân dân bày ra quân trận, hai bên giết hại lẫn nhau, gây ra rối loạn, lo sợ cho chúng không an, xảy ra vô lượng cuộc đấu tranh chống trái, lấn hiếp nhau, nói vô nịnh, dối trá, tô ác, ly chán, vu khống, gây rối loạn các loại bệnh tật, mù loà, mê mờ, lạnh nóng, bệnh hủi, động kinh, làm khô khan, ăn uống không tiêu, tâm cuồng loạn, các căn không đủ, các bộ phận thân thể thiếu khuyết, tiêu thụ y phục, thức ăn, đồ dùng, tất cả vật sở hữu đều không vừa ý, các loại hữu tình quy y các tà thần ngoại đạo, ác kiến, ác tâm, ác ý đều mạnh mẽ, bỏ mất chánh đạo sẽ đọa vào đường ác. Lúc đó trong nước ấy có các vị trưởng lão thông minh, đa trí, học rộng, thư thái, oai nghiêm, đáng kính, bàn luận với nhau tìm cách mưu kế, liền triệu tập nhân dân trong ấp nước cùng nhau tiến cử tìm một vương tử, trước hết phải đầy đủ các đức tính, bố thí, điều phục, tịch tịnh, đề giới tinh tấn, dũng mãnh, thực hành các hạnh khổ khó làm,
đầy đủ các tướng phước đức thù thắng, các căn đầy đủ các phần thân thể không thiếu, hình tướng cao lớn tướng tốt trang nghiêm, dung mạo đẹp đẽ bậc nhất, thường được tất cả mọi người tôn trọng cung kính, binh lính nhân dân đều thương mến, bản tánh thuần hậu chất phác, có lòng từ bi, học rộng nhiều tài, đủ các nghề nghiệp, lấy nhu hòa nhẫn nhục trang nghiêm tâm mình, là con của hậu phi, dùng các hương thơm để xông, nước trong sạch điều hòa lạnh nóng để tắm, mà các y phục tốt đẹp xông hương để trang sức các châu báu, bảo châu mani kết vào búi tóc vàng ngọc vòng hoa được trang sức trên mão, tơ lụa trắng mỏng quấn trên tóc, để dùng các loại mani trân châu vàng bạc làm thành vật vòng ngọc châu đeo trên đeo tay, vòng anh lạc, vòng đeo tay, nhẫn đồ trang sức trên thân, chân mang hài dệt bằng các thứ báu, đỉnh đầu được che bằng lọng báu, an trí vào toàn người, nơi ngày xưa các vị tiên nhân hộ trì, đưa vào trong đại diện xinh đẹp cho các vị thiên đế hộ trì. Ti vương tự mình bước lên bảo tòa, nói tiếp ngôi vua, đánh chuông trống lớn để tất cả thiên đế, long đế, dược xoa đế, thần đế, a tối lạc đế, cơ bàn trà đế đến hộ trì. Âm thanh ấy vang khắp các cõi nước, sẽ đã lợi bốn dòng họ lớn, vô lượng dân chúng tắm rửa thân thể, mặc y phục sạch sẽ, cầm các loại cờ lọng lụa là quý báu, mani chân châu vàng ngọc và ốc ngọc bích san hô lưu ly, vô lượng trân bảo có màu sắc tốt đẹp khác nhau, giao lên vua mới tâu trình khen ngợi những lời tốt đẹp. Vua là bậc quý tộc tịnh hạnh, học rộng nhiều tài, các bà la môn dùng vô lượng bài tán tụng ca vịnh hay khen ngợi oai đức nhà vua, dùng lời tốt chú nguyện cho nhà vua, đem các vật tốt lành tung trải lên đảnh vua. Vua là dòng họ quý tộc trước đây được tiên vương quý trọng, học rộng nhiều tài nghệ, tánh trung thực, trí thông minh, thì khả năng mà thọ nhận đặt ra các chức vị quan liêu xử lý các việc nước, làm cho các bên đánh nhau ở trong nước kia, ở trong nước trước kia nay đều chấm dứt, cố làm cho tất cả oán địch bản ác làm hại đều tiêu diệt, trừ bỏ tất cả phẩm chất xấu trong nước, tăng trưởng tất cả phẩm chất tốt trong nước. Này thì năm tử, đại vương quán đỉnh dòng sẽ đến lại thành tựu vương luân thứ nhất như vậy, do vương luân này nên là trong đất nước mình được an lạc, có thể điều phục tất cả oán địch bản ác, khéo giữ gìn thân làm tăng tuổi thọ. Này thì năm tử cũng vậy, khi cõi nước không có Phật ra đời, nhiều tạp nhiễm năm trược xấu ác, tất cả chúng sanh trong đó tâm bị phiền não trói buộc, hai bên đánh nhau khổ đau, đau khổ bức bách, quấy rối ngu mê không an, sanh ra vô lượng chấp trước đoạn thường, đấu tranh chống trái khinh miệt lẫn nhau, phát sanh phát sanh tham sân si, lời nói lừa gạt, đầy đủ 10 nghiệp đạo bất thiện. Các hữu tình tham đắm quấy nhiễu thế giới, có đủ các phiền não tật bệnh, thiếu con mắt chánh pháp, giận dữ não loạn, thường không tư duy chánh pháp chân thật, bởi vì chánh pháp che bai thiện hạnh, ít hưởng được vị ngon, vui vẻ thường bị các lưới phiền não che phủ, xấu theo xấu ngoài đạo tà sơ, bay mất chánh đạo hướng đến ba đường ác. Ở trong cõi đó có các đại bồ tát đã đời quá khứ thân cận cúng dường vô lượng chư Phật, đã thâm nhập biển công đức lớn của chư Phật, đã trụ vào bản sở hành đạo của chư Phật, đều cùng hội họp đến chỗ ta hỏi. Ta bảo các ông ở đời quá khứ đã tu tập vô lượng hạnh bố thí, điều phục tịch tịnh giới, tinh tấn dũng mãnh, hạnh khổ khó làm, tất cả đều viên mãn, các phương tiện phước huệ vi diệu đại từ bi, cùng đăng nghiêm kho tạng công đức lớn, tất cả định tổng trì an nhẫn các địa bị công đức lớn viên mãn, không vô nịnh lừa gạt, thân hình cáo lớn, tu tốt viên mãn, nhẫn nhục nhu hòa, đoan chánh thù thắng, không dựa vào người khác khi tu đạo bồ đề, đã được viên mãn tất kẻ biển trí, thành tựu tướng mạo tốt đẹp tối thắng, có thể làm đại đạo sư cho tất cả thanh văn lập giác, có thể làm bạn thân cận an ủi cho tất cả chúng sanh lo sợ sanh tử, lấy đại từ đại bi vô lượng công đức đại trang nghiêm, là con của Yết Lạc Ca Lôn Ca Tôn Đà, Yết Nạc Ca Mâu Ni Ca Diếp Ma Như Lai, ở hiện kiếp này sẽ được làm Phật, làm vị thủ thượng thủ trong tất cả đại bồ tát, đem các công đức, các loại hương, sông thơm, nước thanh tịnh, dị quán để tắm rửa, mặc áo tàm quý, thanh tịnh pháp giới, làm ngọc châu trong búi tóc. Trang sức trên mão cảnh giới chư Phật và các vòng hoa lớn, buộc bằng tơ trắng mỏng, giả thoát thù diệu, lại dùng các loại trân bảo công đức trí, nhất thiết trí, vô sanh pháp nhẫn để tự trang nghiêm,
lấy từ bi hỷ xả, làm phước báo có thể bao trùm ba cõi, ba diệu hạnh thánh nhân viên mãn làm bảo cái, an trí tòa kim cang định, nơi ngày xưa chư Phật thiên tiên hộ trì, thú nhập tất cả thanh văn độc giác cung kính, hộ trì bốn điểm trụ, ngồi ở tòa trại trước chư Phật, chứng đắc địa vị nhất thiết trí. Đạo vô thượng chánh giác làm cho tất cả hạt giống tam bảo không đoạn tuyệt, truy phát luân đánh chuông trống pháp, âm thanh diệu pháp vang khắp ba cõi, làm cho chư thiên long dược xoa la sát a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc ma hô lạc ca cơ bằng trà di lệ đa tất xá gia bố đát na yết tra bố đát na người phi nhân đều thông suốt bốn thánh đế, truy pháp luân ba chuyển 12 hành ma sa môn hoặc bà la môn, chư thiên ma phạm vương người phi nhân khắp thế gian không ai có thể chuyển được. Vì muốn làm lợi ăn lạc cho vô lượng trời người ở thế gian, làm cho được lợi ích lớn thù thắng lên xưa chưa chuyển mà nay chuyển. Này thì nam tử, ta thành tựu Phật luân thứ nhất như vậy, do Phật luân này nên thì biết như thật đời này đời sau chỗ này chỗ kia được an trụ an ổn, được không kinh sợ, được không sợ hãi, điều phục các tà luận của thiên ma, ngoài đạo trên đài pháp luân thành đài phạm hạnh. Khi ở thế giới tạp nhiễm năm trụng sáu ác này, ở giữa đài chúng ta sẽ đóng tiếng rống sơ tử, diệt trừ năm nghiệp vô giác của các hữu tình, rộng ra cho đến các căn bản bất thiện, dẹp tan tất cả phiền não, tập khí tương tục, vững chắc như kim cương của tất cả chúng sanh, thành tựu chịu quả giải thoát, đoạn tận tất cả các lậu tùy theo ý thích, hướng dẫn tất cả chúng sanh có năng lực an trụ tam thừa, địa vị bất biến chuyển. Này thì nam tử, như đại vương quán đảnh dòng sẽ đến lợi mới lên ngôi vua, thọ nhận chức vua rồi xem xét phép tắc của các vua đời quá khứ, vị lai hiện tại trong các nghiệp luân của vua, dùng trí quán xét kỹ nghiệp báo, nhân quả thì theo chỗ thích hợp thành lập tất cả các bộ phận quan chức, hỗ trợ làm tốt ba loại nghiệp luân cho tất cả nhân dân, người ngu kẻ trí trong nước ấp, do nghiệp luân này, binh sĩ, nhân dân thường được thọ dụng các vật dụng thích ý, càng thêm vui vẻ, có thể tiêu diệt tất cả oán địch bàn ác. Thế nào là ba loại nghiệp luân? Một, kiến lập đế vương nghiệp luân, nghĩa là dạy tốt việc tập luyện quân trận chiến đấu để đánh các binh chúng khác, trao nó cho nhân dân. Hai, kiến lập điền trạch nghiệp luân, nghĩa là dạy tốt việc tạo lập nhà cửa, làm nông, làm cho được an ổn, ăn uống no đủ. Ba, kiến lập tài bảo nghiệp luân, nghĩa là dạy tốt việc công thương kỹ nghệ, làm cho được các loại đồ chơi quý báu tài sản tùy ý thọ dụng càng thêm vui thích. Này thì nam tử, đại vương quán đỉnh dòm sẽ đó lời thành tựu phương luân thứ hai như vậy, do phương luân này đất nước mình được an lạc, có thể điều phục tất cả oán địch bạn ác, khéo giữ gìn thân làm tăng tuổi thọ. Này thì nam tử, cũng vậy, Như Lai khi mới thành Phật quả đắc vô thượng trí, quán sát pháp nhãn chư Phật đời quá khứ, vị lai hiện tại, dùng trí tuệ quán sát rõ ràng về các nghiệp phải chịu quả báo do nhân của nó, kiến lập ba loại nghiệp luân giáo hóa tất cả hữu tình, do nghiệp luân này có thể làm cho pháp nhãn dòng giống tam bảo thường không đoạn diệt, chánh pháp vô thượng được lưu thông hưng thạnh, làm cho các hữu tình lưu được các loại niết bàn sanh thiên an lạc, và làm cho tất cả tà luận ngoại đạo không thể chế phục chánh pháp nhãn của ta, mà ta có thể như pháp bị gãy tà luận kia. Này thì nam tử, thế nào là ba nghiệp luân? Một, kiến lập tu định nghiệp luân. Hai, kiến lập tập tụng nghiệp luân. Ba, kiến lập doanh phước nghiệp luân. Này thì nam tử, thế nào là nghiệp luân tu định của Như Lai? Định có 10 loại, thế nào là 10? Nghĩa là quán sát kỹ 6 loại cảnh giới, tức luân, các cõi, chấp ngã, ngã sở, lấy đó làm nhân. Nghiệp là ruộng tốt, che phủ bằng vô minh. Ái là ẩm ướt không có tự tại, nương dựa vào người khác, là thuộc các duyên, vì muốn đoạn trừ ba loại lưu chuyển nghiệp phiền não khổ nên quán sát như vậy. Thế nào là nghiệp lưu? Nghĩa là các hữu tình thực hành các hành động, các hành động này do vô minh và ái làm nhân có thể sanh các hữu, gọi là phiền não lưu. Nó do phiền não thức làm nhân, các duyên họ hợp danh sắc sanh khởi, danh sắc làm nhân các duyên họ hợp lục xứ phát sanh, lục xứ làm nhân các duyên họ hợp xúc thọ hậu hữu,
sanh lão tử lần lượt phát sinh, đó gọi là nghiệp lưu. Như vậy ba lưu này, thiện nghiệp là ruộng tốt, vô minh là nhân, ái là ẩm ướt mà được sanh trưởng. Vì muốn làm khô cạn ba lưu, nghiệp là ruộng tốt, vô minh là nhân, ái là ẩm ướt, thì đối với năm tổ uẩn phải quán là vô thường, khổ, vô ngã, ngu đần, ù lì, không nhạy bén, như huyễn, như sóng nắng, như trăng dưới nước, như việc thấy trong mộng, hoàn toàn vô sở hữu, vô tướng, vô nguyện, không có tạo tác, không sanh, không khởi, không xuất, không hình tượng, tịch tịnh viễn ly, không có sự phát sanh. Đối với năm tổ uẩn quan sát như vậy có thể thuần không nhẫn, thuần vô tướng nhẫn, thuần vô nguyện nhẫn. Vì muốn tùy thuận đến quán năm tổ uẩn là dùng phương tiện tu quán hơi tở ra vào, tức là tu tập giữ niệm đến đi. Thế nào là do niệm quán sát như thật hơi tở vào hơi tở ra, nghĩa là quán sát như thật sổ tùy chỉ quán chuyển tịnh. Nên biết sổ ở đây là tạo tác hai sự nghiệp. Một, có thể làm chỗ nương tựa của các tầm tứ. Hai, có thể nắm lấy tướng hơi thở ra vào. Tùy có nghĩa là tạo tác hai sự nghiệp. Một, nương vào xuất ly, xả các tầm tứ. Hai, có thể khéo nắm giữ tướng hơi thở ra vào. Chỉ có nghĩa là tạo tác hai sự nghiệp. Một, có thể biểu hiện làm ngưng hơi thở ra vào. Hai, có thể ăn trụ tam ma địa thù thắng. Quán có nghĩa là tạo tác hai sự nghiệp. Một, có thể hiện bày chấm dứt hơi thở ra vào. Hai, có thể an trụ pháp tâm, tâm sở, quán sát khác nhau. Chỉ có nghĩa là tạo tác hai sự nghiệp. Một, có thể dùng phương tiện xa các thọ ngộ thủ uẩn. Hai, có thể dùng phương tiện hướng đến thánh địa. Tịnh có nghĩa là tạo tác hai sự nghiệp. Một, có thể xả bỏ kiết sở. Hai, có thể được kiến tịnh. Như vậy, sáu phương tiện này là tu tập quán sát hơi thở ra vào, liền có thể tùy tuận quán năm tổ uẩn. Vì sao? Vì tự tánh hơi thở ra vào này là sắc tổ uẩn, lãnh nạp hơi thở ra vào là thọ tổ uẩn, nằm lấy tướng hơi thở ra vào là tưởng tổ uẩn, tạo tác hơi thở ra vào là hành tổ uẩn, hiểu rõ phân biệt hơi thở ra vào là thức tổ uẩn. Như vậy đã nói năm thủ ứng chúng đều sai khác không giống nhau. thay đổi mãi chẳng phải như cũ, nên không dừng lại, không thể chứa, không thể nói được. Như vậy quan sát năm thủ ứng có thể trừ được ba hành. Nếu có thể tùy quán rút ráo như vậy thì đoạn tận ba hành, liền có thể tùy quán rút ráo sáu loại cảnh giới ở thức luân các cõi: nghiệp chấp ngã, ngã sở, vô minh, ái là nhân, là ruộng tốt, là che phủ, là ẩm ướt, tất cả đều dứt trừ. Như vậy tu tập bốn niệm trụ đều được viên mãn, cho đến tu tập tám thánh đạo đều được viên mãn. Như vậy cho đến tu tập 18 pháp bất cộng của Phật đều được viên mãn, cho đến tu tất cả tam ma địa vô sanh pháp nhẫn thủ lăng già ma đều được viên mãn. Như vậy tu tập nắm vững ý nghĩa đến đi thì nhập các tịnh lự, gọi là hữu tình trụ thắng nghĩa chánh pháp, gọi là chân thật tu tập tịnh lự, gọi là chân thật cúng dường cho Phật Thế Tôn ba đời, gọi là con trong tâm tất cả chư Phật, từ miệng Phật sanh, từ pháp thành tựu, từ pháp hóa sanh, hoặc có Bồ Tát tu tập như vậy dần dần thối chuyển cho đến trước hết lậu hoặc thành A La Hán đủ sáu thần thông, hoặc có Bồ Tát tu tập như vậy dần dần tăng trưởng công đức viên mãn thành Đại Bồ Tát, cho đến tu tập 18 pháp bất cộng của Phật nhất thiết chủng trí được viên mãn, vì này không bao lâu sẽ đắc vô thượng Bồ Đề. Này thì nam tử, ta dùng trí tuệ quán sát các nghiệp phải chịu quả báo đưa đến nhân của nó. Quán sát pháp nhãn chư Phật ba đời, hướng dẫn hữu tình tu tập 10 nghiệp luân tu định này. Này thì nam tử, đó gọi là nghiệp luân tu định của Như Lai. Này thì nam tử, thế nào là nghiệp luân tập tụng của Như Lai? Nghĩa là các bí số hoặc bí số ni, Upasaka, Upatthaka, và các thiện nam tín nữ thiện căn ít ỏi đương vào tục đế, căn cơ chưa thành tục, ta sẽ hướng dẫn các hữu tình này làm cho họ tập trung đầu đêm cuối đêm tinh tấn không chạy đãi, và các hữu tình mong cầu trí vô thượng, ta sẽ hướng dẫn họ thuần thuộc đại thừa làm cho họ tự đọc, hoặc dạy người khác đọc làm cho họ tự tụng, hoặc dạy người khác tụng làm cho tự giảng thuyết, hoặc dạy người khác giảng thuyết
làm cho họ tự tu tập đại thừa hoặc dạy người khác tu tập, làm cho phiền não của mình và của người khác đều diệt trừ, làm cho chứng đắc trí vô thượng, đoạn trừ khổ não cho tất cả hữu tình, làm cho hướng đến thành vô ý. Nếu các hữu tình mong cầu duyên giác thừa, ta sẽ đưa ra các pháp duyên khởi để họ tu tập. Nếu các hữu tình mong cầu thừa thanh văn, ta sẽ hướng dẫn trong ngàn bài tụng tứ a cấp ma, tứ a hàm, trong ngàn bài tụng tỳ nại gia, trong ngàn bài tụng a tỳ đạt ma và tỳ bà sa để họ tụng tập. Này thì nam tử, đó gọi là nghiệp luân tập tụng của Như Lai. Này thì nam tử, thế nào là nghiệp luân danh phước của Như Lai? Người là các hữu tình căn cơ ngu độn, chưa trọn căn lành, trí tuệ yếu kém, dạ đãi thất niệm, đắm nhiễm vào các loại vật dụng xa lìa bằng lành. Ta sẽ hướng dẫn các hữu tình này làm cho được nhiều phước nghiệp, nghĩa là làm cho họ tu tập các việc Phật pháp tăng và các việc thân giáo sư, hủy quỷ phạm sư. Này thì nam tử, đó là nghiệp luân doanh phước của Như Lai. Này thì nam tử, ta thành tựu Phật luân thứ hai này, do Phật luân này nên dùng trí nghiệp tam thế vô thượng thì biết dư thật các nghiệp pháp thọ nhân quả báo của tất cả hữu tình, tùy theo thích ứng lập ba nghiệp luân giáo hóa tất cả hữu tình được an trú an ổn, được không kinh sợ, được không sợ hãi để cải các tà luận của thiên ma ngoại đạo, chuyển đại pháp luân, thành tựu đại phạm hạnh, hiểu biết như thật nhân quả của chúng sinh. Này thì nam tử, như đại vương quán đỉnh thuộc dòng Xét Đế Lợi, thành tựu trí thiền xảo, quán sát tất cả sa môn bà la môn, Xét Đế Lợi, Vệ Xá, Miệt Đạt La, các loại công đức đa văn mạnh mẽ, kỹ nghệ tài giỏi. Nếu các chúng sinh có nhiều công đức, thành tựu trí thiền xảo, tinh tấn dũng mãnh, kiên cố không thối chuyển, dùng các phước đức để tự trang nghiêm, đại vương quán đỉnh dòng Xét Đế Lợi này tùy theo nhu cầu của họ cung cấp trân bảo tài vật, cốc lúa ruộng vườn, nhà cửa nô tỳ. Ở trong nước mình, nó các chúng sanh kẻ ngại thấp kém, công nghiệp non yếu, đại vương quán đỉnh dòng Xét Đế Lợi này tùy theo thích ứng giúp đỡ thêm. Ở trong nước mình, nó các chúng sanh công đức ít ỏi, không tinh tấn giả đãi lười biếng, quên mất chánh niệm, không có tâm từ bi, không biết báo ân, không sợ khổ đời sau, chìm trong bùn gia đình, tích chứa các hạnh ác. Đại vương quán đỉnh dòng Xét Đế Lợi này tùy theo tội lỗi, dùng các hình thức trách phạt thích hợp, hoặc dùng lời dạy bảo quả trách, hoặc thu lấy trân bảo tài sản, hoặc thu lấy tài sản nghề nghiệp tội dụng như ý, hoặc đánh phạt bằng roi cây, hoặc giam cầm trong lao ngục, hoặc chặt tay chân, hoặc chém đầu. Như vậy tùy theo tội lỗi, dùng vô lượng hình phạt thích ứng. Này thì nam tử, đại vương quán đỉnh dòng Xét Đế Lợi thành tựu vương luân thứ ba, do vương luân này làm cho đất nước mình càng thêm an lạc, có thể điều phục tất cả oán địch bạn ác, khéo giữ gìn thân, tăng thêm tuổi thọ. Này thì nam tử, cũng vậy, Như Lai thành tựu trí thiền xả, biết căn cơ các đệ tử nào xa lìa phước tuệ. Phương tiện quyền xả bố thí điều phục tịch tịnh thất niệm loạn tâm đến chỗ ta quy y ta mà ta biết rõ căn cơ sở thích tùy miên thắng giả của họ, ta dùng pháp tỳ nại gia trị phạt thích ứng với họ. Các chúng sanh nào tánh tình ngang bướng, không phụng trì các học xứ, vì muốn làm cho thánh giáo của ta đủ lâu ở đời, ta làm nhiều cách, hoặc chết ra trị phạt bằng ức niệm, hoặc bằng lời răn dạy quả trách làm cho sợ hãi, hoặc tạm đuổi, hoặc làm cho triết phục thành thật lễ bái, hoặc không cùng nói chuyện, không cùng lợi trưởng, hoặc như trại cỏ, hoặc diệt tận. Với diệu trí ta biết căn cơ sở thích tùy miên thắng giải của các hữu tình Bồ Đạt Già La, tùy theo tội mà trị phạt thích ứng, như muốn làm cho họ phá tan vô minh hắc ám, đã tích chứa nhiều, làm khô kiệt các mộc lô phiền não, làm cho được sanh niên thiên niết bàn an lạc. Vì làm cho các Bồ Đạt Già La làm điều ác được điều phục, nên tùy theo tội mà trị phạt thích ứng, quán sát nói ngầm, nói lớn khác nhau, tùy theo tội lỗi mà đưa ra hình thức trị phạt những người làm điều xấu ác. Với diệu trí ta biết các hữu tình viên mãn, thành tựu lòng tin kính tăng thượng, thuần tình ý lạc, tùy theo căn cơ ta thuyết pháp tiết các pháp thiện sai khác để họ tu học, cho đến làm cho họ viên mãn tất cả thiện căn vào thành vô úy. Này thì nam tử, ta thành tựu Phật luân thứ ba như vậy,
Do Phật luân này, ta biết căn cơ, sở thích tùy miên tháng giải, sở nhận lấy các nghiệp pháp của các hữu tình Bồ Đắc Già La. Tùy theo căn cơ đều được lợi ích an lạc, được sống an ổn, được không sợ hãi, được không kinh sợ, tự sân ta được ngôi vị đại tiên tôn quý. Chuyển Phật luân, bề kể các tà luận của thiên ma ngoại đạo, ở dưới đại chúng rống tiếng rống sư tử. Này thì nam tử, như đại vương có đánh dòng sẽ đất lợi, biết trong nước bình có vô lượng hữu tình Bồ Đắc Già La, quy y các tà thần ngoại đạo, phát sanh tà tính và tà kiến, học theo cấm giới tà đạo, chấp trước vào sở tu tập. Tà với tướng kiết khung, chịu các khổ không có lợi ích. Đại vương biết vậy nên thường triệu tập, dùng chánh pháp trị nước của thiên vương, khai ngộ chỉ dạy, răng nhắc làm cho họ sẽ bỏ những tà kiến điên đảo, tu học pháp chánh trực xưa của tiên vương, làm cho tất cả hữu tình trong nước mình đồng tâm một hướng, quy về theo chánh pháp của thiên vương, cùng nhau phân theo chiếu mạng, tùy thuận phụng hành, cả nước hòa đồng làm việc nên làm. Khi ấy đại vương quán đảnh dòm sẽ đã lợi, tương tập hợp các quần thần cùng với mừng tận hưởng khoái lạc vui chơi du ngoạn, không nghi ngờ nhau, cùng mưu bàn việc nước. Này thì nam tử, đại vương quán đảnh dòm sẽ đã lợi thành tựu vương luân thứ tư như vậy. Do vương luân này làm cho đất nước mình càng thêm an lạc, có thể điều phục tất cả oán địch bạn ác, giữ gìn thân làm cho tăng tuổi thọ. Này thì nam tử, cũng vậy, Như Lai thành tựu trí thiện đạo tấn giải thế các tà quy, tà kiến, tà ý lạc trong thế gian, đấm trước tà pháp, tà hạnh nghiệp cho nhân duyên này, chịu vô lượng khổ. Biết như vậy rồi, Như Lai thường triệu tập đại chúng đem các pháp nhân quả, chủng tánh tam bảo, sáu pháp ba la mật đa, du già, ba luật nghi của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, khai ngộ chỉ bày giải rõ cho tất cả chúng hội, làm cho họ được giải thoát các tà kiến điên đảo, ma kiến lập chánh kiến, an trí vào 10 điều thiện là chánh đạo vốn có từ lâu, làm cho các hữu tình thường cùng tu tập pháp tùy pháp hành. Phương tiện dẫn nhiếp, nhân quả đáng lưu, làm cho các hữu tình bốn chúng hòa hợp, cùng tu tất cả thiện hạnh thù thắng, cùng ăn trụ bốn niệm trú, đối với tam mê địa giải thoát tri kiến, các đạo phẩm được hoan hỷ thọ lạc, làm cho thánh giáo trụ lâu ở đời, tiếp nối dòng giáo tam bảo không để đoạn tuyệt, liền cùng an trú tu chánh cần tứ thần túc ngũ căn ngũ lực thế giới chi bát chánh đạo ở trong các pháp tam ma địa thù thắng, giải thoát tri kiến, các đạo phẩm được hoan hỷ thọ lạc. Này thì nam tử, tất thành tựu Phật luân thứ tư như vậy. Do Phật luân này biết các thắng giải quy thú sở thích, sự nhận lấy các nghiệp pháp của các hữu tình Bồ Đắc Già La, tùy theo căn cơ làm cho được lợi ích an lạc, được sống an ổn, được không kinh sợ, được không sợ hãi, tự xưng ta được ngôi vị tôn quý đại tiên. Chuyển Phật luân, bề kể các tà luận của thiên ma ngoại đạo, ở giữa đại chúng trống tiếng trống sư tử. Này thì nam tử, như đại vương quán đảnh dòm sẽ đến lợi, biết đất nước mình hoặc nước khác có vô lượng hữu tình Bồ Đắc Già La, đối với tài sản sắc đẹp của mình thì đam mê không chán, đối với tài sản sắc đẹp của người khác thì tham cầu mong muốn, vô liền lập thành quách thôn phường, đồ binh cung nỏ, lính canh trong làng nước, cung vua nói rộng cho đến xá la anh vũ để phòng thủ, làm cho không tổn mất. Này thì nam tử, đại vương quán đảnh dòm sẽ đến lợi, thành tựu vương luân thứ năm như vậy. Do vương luân này làm cho đất nước mình càng thêm an lạc, có thể điều phục tất cả oán địch bạn ác, khéo giữ gìn thân làm cho tăng tuổi thọ. Này thì nam tử cũng vậy, Như Lai thành tựu thắng trí, biết các tánh, biết các ác ma và 95 chúng ngoại đạo tài kiến và vô lượng chúng ma ngoại đạo khác hoặc hữu tình, đối với tài sản sắc đẹp của mình thì đam mê không chán, đối với sắc đẹp tài sản của người khác thì tham cầu mong muốn, đối với bản thân mình và đội chúng của mình sân tâm ganh ghét vì làm hại mình. Giả sử thiếu đặt thức ăn ngon, nhân bỏ thuốc độc vào, làm hầm lửa để giường tòa ở trên ngụy trang, hoặc xô đá từ trên núi xuống, hoặc thả voi sai cầm kiếm đuổi rượt, làm tan nát như bụi, hủy bán hành dâm dục, hủy bán người này không phải nam, hoặc cho là phu nhân, hoặc cho là huyện hóa, do các điều ác này mà phỉ báng nhau, đối với Phật Pháp Tăng cũng sanh vô lượng các thứ phỉ báng, chỉ báng hủy nhục. Đối với cận trụ thanh văn đệ tử của ta, do ganh ghét mà sanh tâm hủy báng,
Biết như vậy, Như Lai khéo giữ gìn sáu căn, đưa vào bốn phạm trụ đầy đủ bốn biện tài, giảng thuyết chánh pháp cho các thanh văn, đưa vào ba môn giải thoát thanh tịnh. Nhờ thắng trí, biết các tánh pháp thế gian, xuất thế gian như vậy, ta hiểu biết như thật vô lượng các tánh sai khác của tất cả chúng sanh, tùy theo căn cơ mà làm lợi ích. Này thiện nam tử, ta thành tựu Phật Luân thứ năm. Do Phật Luân này dùng thắng trí, biết các tánh thế gian, xuất thế gian, biết vô lượng các tánh sai khác của các hữu tình Bồ Đạt Già La, tùy theo căn cơ làm lợi ích an lạc, được sống an ổn, được không kinh sợ, được không sợ hãi. Tự xưng ta được ngôi vị đại tiên tôn quý, chuyển Phật Luân bị gãy các tà luận của thiên ba quả đạo ở giữa đại chúng trong tiếng rống sư tử. Này thì nam tử, như đại vương quán đỉnh dòng sẽ lợi thiết lập tất cả thành quách kiên cố, thôn phường đồ binh giáo bát lính canh nước ấp cung vua, nói rộng cho đến xá là anh võ phòng thủ đầy đủ rồi. Ở trong cung cùng các quyến thuộc cung phi mỹ nữ vây quanh vui chơi, tận hưởng năm dục lạc buôn lôn sáu căn, tận hưởng các thú vua dục lạc. Này thì nam tử, đại vương quán đỉnh dòng sẽ đến lợi thành tựu vương luân thứ sáu. Do vương luân này làm cho đất nước mình càng thêm an lạc, có thể được phục tất cả oán địch bạn ác, khéo giữ gìn thân làm cho tăng thêm tuổi thọ. Này thì nam tử, cũng vạn Như Lai thiết lập thánh giáo kiên cố, các việc phòng thủ cho tất cả các đại Bồ Tát và đại thanh văn, sau đó liền nhập tịnh lự thứ nhất cho đến nhập tịnh lự thứ tư, nhập định vô biên hư không xứ, nói rộng cho đến nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ, như vậy cho đến nhập định nhất thiết Phật sở hành. Ta nhập định này rồi, vô lượng trong ngàn câu chi na diễu đa thiên long dược so la sát kỳ đạp vượt a tố lạc yết lộ trà khẩn đà lạt ma hô lạc già di hiếp đà tất xá giá bố đắc na yết tra bố đắc na, đối với các chúng sanh thường ôm lòng độc ác làm tổn hại, không có lòng từ bi, không sợ hãi khổ đời sau, mà thấy ta nhập định nhất thiết Phật sở hành, đều rất hoan hỷ đối với ta, phát tâm tịnh tính đối với Tam Bảo, đều rất hoan hỷ phát lòng tịnh tính tôn trọng cung kính, đều chưa từng có đối với tất cả việc ác biết làm quý phát lồ sám hối nguyện chấm dứt. Do vậy trong một khoảng sát na, vô lượng vô số các phiền não chướng, nghiệp chướng, pháp chướng đều được tiêu trừ, vô lượng vô số phước huệ tư lương đều được viên mãn, sẽ liền sanh tử hướng đến niết bàn, hộ trì chánh pháp vô thượng của Như Lai. Này thì nam tử, ta thành tựu Phật Luân thứ sáu như vậy, do Phật Luân này Như Lai ăn trú vô lượng trăm ngàn tịnh lộ giải thoát, đẳng trì đẳng chí thâm sâu với diệu, dùng trí thanh tịnh tùy chuyển diệt trừ vô lượng phiền não các hữu tình, thì ta căn cơ làm để an lạc, được sống an ổn, được không kinh sợ, được không sợ hãi tự xưng ta được ngôi vị đại tiên tôn quý, chuyển Phật Luân bị cải các tạo luận của thiên ma ngoại đạo ở giữa đại chúng trong tiếng rống sư tử. Này thì nam tử, như đại vương quán ảnh dòng sẽ đến lợi cùng các quần tần, thống lãnh bốn binh chúng tuần canh quán sát khắp thành ấp làng xóm núi sông khe suối vườn ruộng vũng ao sông đồng ruộng rừng khắp đất nước mình, ở nơi nào trong nước gặp hiểm trở nhiều tai nạn, không thể làm ăn, có lo âu, có sợ hãi, chịu đựng ngoại cảnh oán địch bạn ác, phải chạy trốn ẩn nấp, đại vương quán đỉnh dòng xét đế lợi này tùy theo sức mình dùng phương cách ổn định sửa sang phòng thủ vững chắc, làm cho các nơi bình yên, không còn hoạn nạn nữa, có thể làm ăn, không còn lo âu, không còn sợ hãi ngoại cảnh oán địch bạn ác ngăn chặn, phải chạy trốn ẩn nấp, an ủi tất cả nhân dân trong nước mình, làm cho đều xa lìa các khổ, hưởng các thú vui. Này thì nam tử, đại vương quán đỉnh dòng sẽ trả lời thành tựu vương luân thứ bảy như vậy, do vương luân này làm cho nước mình ngày càng an lạc, có thể điều phục tất cả oán địch bạn ác, khéo giữ gìn thân làm cho tăng tuổi thọ. Này thì nam tử, cũng vậy, Như Lai dùng Phật nhãn của mình như thật hiểu biết tất cả hữu tình và đặc giả là có tâm tham sân si vân vân, như thật hiểu biết các bệnh phiền não của các hữu tình hiện hành sai khác, Như Lai biết rồi liền sanh ra vô lượng năng lực dũng mãnh, tinh tấn tùy theo căn cơ mà đưa ra phương thuốc vi diệu tu định, làm cho các hữu tình siêng năng tinh tấn tu học để diệt trừ bệnh phiền não. Hữu tình nào nên tu quán bất tịnh để diệt trừ bệnh phiền não, liền trao cho phương thuốc tu quán bất tịnh. Các hữu tình nào nên tu phạm trụ để diệt trừ bệnh phiền não thì liền trao cho phương thuốc tu tập phạm trụ. Các hữu tình nào nên tu quán duyên khởi để diệt trừ bệnh phiền não thì liền trao cho phương thuốc tu quán duyên khởi. Các hữu tình nào nên tu quán hơi thở để diệt trừ bệnh phiền não thì liền trao cho phương thuốc tu quán hơi thở.
Các hữu tình nào nên tu quán ba môn giải thoát để diệt trừ bệnh phiền não, thì liền trao cho phương thuốc tu quán ba môn giải thoát. Các hữu tình nào nên tu tịnh lự để diệt trừ bệnh phiền não, thì liền trao cho phương thuốc tu tịnh lự. Các hữu tình nào nên tu vô sắc để diệt trừ bệnh phiền não, thì liền trao cho phương thuốc tu vô sắc. Các hữu tình nào cho đến nên tu định thủ lăng già ma để diệt trừ bệnh phiền não, thì có thể liền trao cho phương thuốc tu định thủ lăng già ma. Sở dĩ Như Lai trao cho các hữu tình thuyết pháp như vậy là vì không muốn làm cho tất cả hữu tình được giáo hóa bị bốn ma oán nghiệp, ma oán nhiếp phục, không muốn làm cho tất cả hữu tình được giáo hóa xoay lưng đường nhân thiên cho đến các đường ác, không muốn làm cho hạt giống tam bảo pháp nhãn vô thượng của Như Lai mau hoại diệt. Do đó Như Lai trao cho các hữu tình thuyết pháp này. Này thì nam tử, ta thành tựu Phật luân thứ bảy như vậy, do Phật luân này Như Lai dùng trí hành vô thượng biến hành mà trao cho các chúng sanh các loại thuốc pháp làm cho sinh năng tu học để diệt trừ bệnh phiền não, được sống an ổn, được không khiếp sợ, được không sợ hãi. Từ xưng ta được ngôi vị đại tiên tôn quý, chuyển Phật luân bị kể các tòa luận của thiên ma ngoại đạo ở giữa đại chúng rống tiếng rống sư tử. Này thì nam tử, Như Đại Vương Quán Lãnh Dùng sẽ nói lời nhớ lại những việc vui đùa dòng họ như khi xưa lúc mới sinh còn nhỏ của mình và người, nghĩa là nhớ lại và khi mình và người ở nơi đó lúc mới sinh, tắm rửa ẩm bồng bốn mớm, vỏ về thân thể cho đến vui chơi hoặc đùa giỡn bốc tro đất hoặc cùng với người hầu rong chơi khắp nơi hoặc học tập kỹ nghệ hoặc làm các nghề nghiệp hoặc đi đến nước khác sớm tối dừng nghỉ hoặc phụng sự vua hoặc giải quyết sự việc cho vua hoặc làm thái tử hoặc lên ngôi vua, được quyền lực lớn, thọ dụng vui chơi, danh tiếng giang khắp các nơi. Nghĩ việc này rồi, tuân theo chánh pháp của tiên vương, chăm sóc nuôi dưỡng nhân dân trong nước, gìn giữ nước mình, không xâm phạm đến giới nước người. Này thì nam tử, đại vương Quán Đảnh Dòng sẽ đã lợi thành tựu vương luân thứ 8 như vậy, do vương luân này làm cho đất nước mình ngày càng an lạc, có thể điều phục tất cả bản địch bàn ác, khéo giữ gìn thân làm cho tăng tuổi thọ. Này thì nam tử, cũng vậy, Như Lai ở giữa đại chúng nhớ nghĩ vô lượng các việc đời trước của mình và người, những các việc trong một đời hoặc hai đời hoặc ba đời cho đến vô lượng trăm ngàn đời, hoặc nghĩ kiếp thành hoặc nghĩ kiếp hoại, hoặc nghĩ vô lượng kiếp thành kiếp hoại đã từng trong đời quá khứ ở nơi đó, tên gọi như vậy, dòng họ như vậy, chủng loại như vậy, ăn uống như vậy, lãnh nạp khổ thọ lạc thọ như vậy, tuổi thọ như vậy, sống lâu ở đời như vậy, đời sống khó khổ ngoài biên giới như vậy, chết từ chỗ kia sang đến nơi này, chết từ nơi này sẽ đến chỗ kia, nhớ nghĩ vô lượng và biên các việc đời trước như vậy, tùy theo căn tánh sai khác của chúng sanh mà Như Lai giảng thuyết chánh pháp làm lợi ích cho họ. Này thì nam tử, ta thành tựu Phật luân thứ 8 như vậy, do Phật luân này Như Lai làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình, được sống an lạc, được không kinh sợ, được không sợ hãi. Tuổi xuân ta được ngôi vị đại tiên tôn kính, chuyển Phật luân bị gãy các tà luận của thiên ma ngoại đạo ở giữa đại chúng trống tiếng trống sư tử. Này thì nam tử, Như Đại Vương Quán Đảnh Dòng sẽ đáp lời, tùy niệm tự quán sát dòng họ kỹ thuật của các hữu tình trong đức mình cho đến các sự nghiệp chết nơi này sanh chỗ kia, nhân quả tốt xấu sai khác không đồng, biết hữu tình kia sanh vào nhà như vậy thân thể khỏe mạnh hoặc yếu đuối, đối với các thứ kỹ thuật đã học hay chưa học, làm nghề nghiệp lương thiện hay xấu ác, giàu sang hay nghèo hèn, xinh đẹp hay xấu xí, các việc như vậy cho đến qua đời, hoặc có người nghiệp chưa hết mà chết, hoặc có người nghiệp hết rồi chết hoặc phạm pháp vua bị hình phạt mà chết, hoặc lần lượt xét hại nhau mà chết, hoặc bị roi ghẻ đánh đập mà chết, hoặc bị trói nhốt kín trong nhà tù mà chết, hoặc do học tập kỹ thuật mà chết, hoặc do chiến trận bị giết mà chết, hoặc do đấu tranh xô xát nhau mà chết, hoặc do tham lam bỏng xẻng tà bảo mà chết, hoặc do say đắm sắc dục mà chết, hoặc do sân giận uất ức mà chết, hoặc do mệt nhọc khô đốn mà chết, hoặc do đói khát tuyệt vọng mà chết, hoặc có lỗi mà chết, hoặc không lỗi mà chết, hoặc già chết, hoặc trung niên chết, hoặc còn nhỏ chết, hoặc làm các nghiệp lành mà chết, hoặc làm các nghiệp ác mà chết. Biết các hữu tình làm việc thiện sau khi qua đời sẽ sanh vào cõi thiện, biết các hữu tình là việc ác sau khi qua đời sẽ sanh vào cõi ác. Biết các việc này rồi, lại tự suy nghĩ, ta sẽ siêng năng tu tập thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện,
Ta sẽ dùng các phương tiện tu hành bố thí, điều phục tịch tịnh sau khi qua đời sẽ sinh vào cõi thiện, không đọa vào cõi ác. Đại vương Quán Đỉnh Dòng sẽ đưa lời này, suy nghĩ như vậy rồi, dòng mạnh tinh tấn tu tập ba nghiệp thiện về thân miệng ý, thường hành bố thí. Tất cả vật sở hữu, thức ăn uống, y phục, voi ngựa, xe cộ, đồ nằm, thuốc men, phòng nhà, đèn đuốc và các vật dụng khác, nô tỳ, nô bộc, các loại trân bảo, đầu, mắt, tay, chân, cho đến thân mạng đều không phối tiếc. Xa lìa sắc sanh, xa lìa không cho mà lấy, xa lìa dục tà hạnh, xa lìa nói dối, xa lìa nói thủ ác, xa lìa nói lời đi gián, xa lìa nói tạp uế, xa lìa các tham dục, xa lìa các sân hận, xa lìa các tà kiến. Do nhân duyên này, Đại vương Quán Đỉnh Dòng sẽ đưa lợi, sẽ được 10 công đức lợi ích thù thắng, thế nào là 10? 1. Đầy đủ tiếng khen lớn. 2. Đầy đủ tài bảo lớn. 3. Đầy đủ sắc tướng tốt đẹp. 4. Đầy đủ nhiều quyến thuộc. 5. Ít bệnh ít phiền não. 6. Bạn bè quyến thuộc, thông minh học rộng. 7. Thân cận cúng dường bậc chánh trí chánh hạnh. 8. Tiếng khen tốt đẹp vang khắp 10 phương. 9. Oai đức lớn, trời thần thường theo hộ vệ. 10. Sau khi qua đời sẽ sanh lên cõi trời, thường ở cõi thiện, có nước an vui. Này thì nam tử, Đại vương Quán Đỉnh Dòng sẽ đưa lời thành tựu vương luân thứ 9 như vậy. Do vương luân này làm cho đất nước mình càng thêm an lạc, có thể điều phục tất cả oán địch bạn ác, khéo giữ gìn thân miệng, thân mạng, tăng thêm tuổi thọ. Này thì nam tử, cũng vậy Như Lai, như thật hiểu biết các vị sanh tử của tất cả hữu tình, nghĩa là như thật biết các hữu tình nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ việc ác, phỉ báng thánh hiền, đủ các tà kiến, nghiệp nhân tà kiến sau khi qua đời, đọa vào các đường ác, hoặc sanh vào đại ngục, hoặc sanh vào súc sanh, hoặc sanh vào ngạ quỷ. Các hữu tình nào thân làm việc thiện, mà nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, không phỉ báng hiền thánh, đầy đủ chánh kiến, nghiệp nhân chánh kiến, sau khi qua đời sanh lên các cõi thiện, hoặc sanh lên cõi trời, hoặc sanh trong loài người, hoặc đoạn tận các lậu. Như đây thật như thật biết rõ như vậy rồi, đối với chúng sanh kia sanh tâm đại từ bi, dũng mãnh tinh tấn, hiện ba thần biến làm cho chúng sanh đó hướng về Phật pháp, hướng dẫn giáo hóa, đặt niềm tin vào pháp thế gian, xuất thế gian. Thế nào là ba? Một, thần thông biến hiện. Hai, ký thuyết biến hiện. Ba, giáo giới biến hiện. Do oai lực của ba biến hiện này khuyến khích các hữu tình giáo hóa họ, phát sinh niềm tin vào pháp thế gian, xuất thế gian, làm cho họ giải thoát khỏi tất cả đường sanh tử. Này thì nam tử, ta thành tựu Phật luân thứ 9 như vậy, do Phật luân này nên làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình, được sống an ổn, được không kinh sợ, được không sợ hãi tự sân, ta được ngôi vị đại tiên tôn quý, chuyển Phật luân bề kể các tà luận của thiên ma ngoại đạo ở giữa đại chúng, rống tiếng rống sư tử. Này thì nam tử, như Đại vương Quán Đỉnh Dòng sẽ đã loại viện bốn diệt trừ thân bệnh cho vô lượng hữu tình khắp bốn châu, nên xả bỏ ngôi vua, dùng các loại nước thơm tắm gội thân thể, mặc y phục sạch sẽ, ngồi ngay thẳng tư duy, tâm bình đẳng từ bi hộ niệm đối với các chúng sanh, làm cho họ thoát khỏi tất cả bệnh tật, dùng các thứ hương hoa kẻ nhà và các vật dụng các cúng dường cho tất cả thiên thần có ai được lớn. Lúc bấy giờ tất cả thiên đế, long đế cho đến mạt hô lạc già, thần đế biết việc này rồi đều cùng bàn luận với nhau. Đại vương Quán Đỉnh Dòng xét lợi đã lợi đầy đủ các công đức, có hai thần lớn làm luân vương thống lãnh bốn châu, chúng ta nên cùng nhau đến kiến lập đại là vương vị thống lãnh bốn châu, làm cho các chúng sanh không bệnh tật được an lạc. Khi ấy các thiên đế cho đến mạt hô lạc già, thần đế làm đầy đủ bảy báu thống lãnh bốn đại châu đều được tự tại, đầy đủ ngàn con mạnh mẽ xinh đẹp, có thể diệt trừ oán địch, gìn giữ đất đai của vua đến cùng tận biên giới, không có hình phạt giao gậy, đều tu chánh pháp tọa hưởng an lạc. Này thì nam tử, Đại vương Quán Đỉnh Dòng sẽ đến lợi thành tựu vương luân thứ 10 như vậy. Do vương luân này ở trong bốn đại châu và 84.000 đảo nhỏ, hướng dẫn các hữu tình trong cõi nước của mình tu tập 10 nghiệp đạo thiện, khéo giữ gìn thân làm tăng tuổi thọ, sau khi qua đời sẽ sanh lên cõi trời tự hưởng các tướng vui thù thắng. Này thì nam tử, cũng vậy Như Lai, xưa Như Lai còn ở địa vị Bồ Tát, biết thân mình và người có vô lượng các bệnh phiền não, dùng nước hương định tắm rửa thân thể và dùng pháp chân thật đại từ đại bi để gội đầu, mặc áo tàm quý tất cả chư Phật Thế Tôn trong 10 phương, dùng các tịnh lự đẳng trì, tinh tấn phương tiện trí tuệ từ bi để hộ niệm. Đều nói về đại sĩ này là bậc bảo khí, phước huệ trang nghiêm, có thể chứa đựng 3 loại bất hộ, 4 tâm sở ý, 10 lực Như Lai và 18 pháp bất cộng của Phật, có thể chứng đắc trí nhất thiết trí vô thượng.
Đại từ đại bi, thường ưa làm lợi lạc tất cả chúng sanh, là người thương nhân dẫn đầu cho con đường tìm cầu Phật bảo, có thể cứu các khổ sanh tử cho các hữu tình, có thể ban cho hữu tình vui lớn niết bàn. Tất cả chư Phật Thế Tôn chúng ta nên dùng lời dạy và bổn nguyện của mình làm cho vị đại sĩ này thành Như Lai ứng chánh đẳng giác, chứng đắc pháp vô thượng, làm đại pháp vương. Khi ấy ta nương vào oai lực phước tuệ chẳng mạnh tinh tấn, như thật hiểu biết bốn thánh đế, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thì nam tử, như chuyển luân vương thống lãnh bốn châu lớn đều được tự tại, cũng phải Như Lai đối với bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, bốn phạm trú, bốn vô ngại giải, bốn thanh đế quán, bốn vô sở ý, 10 lực Như Lai và 18 pháp bất cộng của Phật, nhất thiết chủng trí đều được tự tại, như chuyển luân vương đầy đủ bảy báu, cũng phải Như Lai thành tựu bảy phần bồ đề báu, như chuyển luân vương đầy đủ ngàn con khỏe mạnh đẹp đẽ có thể điều phục quán định, cũng phải Như Lai có A Nhã Đa Kiều Trần Na, là người đệ tử đầu tiên Tô Bạc Đà La Tô Thứ Đa, là đệ tử cuối cùng các đại thanh văn từ tâm Phật sanh, từ biển Phật sanh, từ pháp hóa sanh, được phần pháp Phật đằng tận các lậu, gọi là dẫn bản đầy đủ bốn phạm trú, gọi là đoạn chánh, có thể điều phục tất cả luận thuyết của thiên ma ngoại đạo quán địch, như chuyển luân vương giáo hóa đến 84.000 đạo nhỏ cũng vậy. Như là ở trong trăm cô chi Nam Thiện Bồ Châu, ở trong trăm cô chi Tây Cù Đại Ni Châu, ở trong trăm cô chi Đông Tỳ Đề Hà Châu, ở trong trăm cô chi Bắc Cô Lô Châu, ở trong trăm cô chi các biển lớn, ở trong trăm cô chi các núi Diệu Ca, ở trong trăm cô chi Tứ Đại Thiên Vương, ở trong trăm cô chi cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, ở trong trăm cô chi núi Đại Luân Vi, ở trong tất cả cõi nước cao rộng này thuyết pháp giáo hóa đều được tự tại. Này thì nam tử, ta thành tựu Phật Luân thứ 10 như vậy, do Phật Luân này nên như thật biết thân mình, thân người, đoàn tận các lậu, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình, được sống an ổn, được không kinh sợ, được không sợ hãi, tự xưng ta được ngôi vị Đại Thiên Tôn Quý, chuyển Phật Luân, bị gãy các tà luận của thiên ma ngoại đạo ở giữa đại chúng rống tiếng rống sư tử. Này thì nam tử, ta thành tựu 10 Phật Luân như vậy, do năng lực bổn nguyện nên đọc cõi Phật này, và đời năm trước sáu ác tất cả hữu tình, tổn mất tất cả pháp thiện thanh tịnh, thiếu thất thánh tài vi báu, xa lìa tất cả bậc trí thông tuệ, vì lưới đoạn thường ngăn che bao phủ, thường ở thích đi xe vào các đường ác, không biết sợ hãi khổ đời sau, thường ở nơi hắc ám vô minh nặng nề, có đủ 10 nghiệp ác, tạo tội năm vô gián, phi bán chánh pháp, phải nhập hiền thánh, xa lìa các pháp thiện, đầy đủ các pháp ác. Ta ở trong cõi ấy thành tựu 10 Phật Luân như vậy nên được sống an ổn, được không kinh sợ, được không sợ hãi tự xưng. Ta được ngôi vị Đại Tiên Tôn Quý, chuyển Phật Luân, bởi kể các tà luận của thiên ma ngoại đạo, để diệt tất cả phiền não, chắc chắn như kim cương của các hữu tình, tùy theo ý thích, hướng dẫn tất cả chúng sanh, có năng lực làm cho họ ăn trụ ba thừa, đạt ngôi vị bất thối chuyển. Khi ấy tất cả Đại Bồ Tát, tất cả Thanh Văn, tất cả Trời Rồng, nói rộng cho đến tất cả Yết Tra, Bố, Đát Na, người, phi nhân trong hội đều rất vui mừng, đồng sướng lên lành thay. Trời mưa hương lớn, mưa hoa lớn, mưa châu báu lớn, mưa y phục lớn, tất cả đại địa đều chấn động. Nghe Phật thuyết 10 Phật Luân như vậy, ở trong chúng hội có 84.000 Na Diệu Đa Đại Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn, đã có vô lượng Đại Bồ Tát đắc các pháp nhẫn Đà La Ni. Tam Ma Địa là có vô lượng vô số hữu tình mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, được bất thối chuyển, là có vô lượng vô số hữu tình đạt được quả chứng. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân quyển thứ hai.